Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính nhập khẩu. Video hôm nay mình sẽ có các mẫu xe đạp địa hình midsize Zebra 27.5, một dòng xe đạp địa hình đến từ một cái thương hiệu đã rất là quen thuộc với các bác rồi, thương hiệu midsize, thương hiệu nội địa của Đài Loan. Và xe thì được sử dụng một bộ group chuyển động Shimano Atus, bánh 27.5 với giảm sốc hơi. Và cái giá của chiếc xe bên đang bán là 7,5 triệu cho một chiếc xe mà. Thì cái giá này nó cũng rất là hợp lý cho một chiếc xe khung dáng đẹp, màu sắc rồi thì đến form dáng các thứ rất là đẹp. Mang về chiếc tông màu đen đỏ, dây chạy âm sườn khung nhôm. Và cái form dáng của xe các bác nhìn tổng thể cực kỳ là đẹp. Bánh 27.5. Dáng rất là đẹp, từ màu sắc này, sơn si. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Lại toàn bộ tổng thể xe từ bộ chuyển động rồi đến khung thì còn rất là mới, rất là mới và đẹp. Đây chạy âm sườn, giảm sốc hơi, giảm sốc này theo xe luôn các bạn nhé, giảm sốc bơm hơi. Trên này tay phanh dầu Shimano, bộ group của Shimano Atus. Dòng này nó là đời khá là mới các bác nhé, dòng Atus thì đời khá là mới. Dòng này là 9 tầng nít và 3 tầng đĩa cho 27 đối thủ khác nhau. Bi bạc đạn, chạy bi vòng bạc đạn, lốp 27.5, zin theo xe. Đấy, một cái bộ cấu hình như này nghĩ với cái tầm giá chỉ có là 7,5 triệu thì nó cũng rất là ok, rất là ngon trong cái tầm giá. Tất cả đều nguyên zin nguyên bản hết các bạn nhé, từ mayo trước sau, wifi nguyên zin hết. Wifi là một hãng phụ tùng sản xuất riêng cho dòng midsize rồi các bạn nhé, full hết, nguyên zin nguyên bản hết. Và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 55 cm. Thì size của xe là size 17 inch, các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Bộ chuyển động là full Shimano Atus 9 nít và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Chiếc xe được bán cho em mức giá là 7,5 triệu bao ship toàn quốc, tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.